Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Tin mới cập nhật ngày 18 tháng 3, thông tin chi tiết về vụ nghệ sĩ Tấn Beo gặp tai nạn tại nhà riêng. Nghệ sĩ Tấn Beo gặp tai nạn khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Nghệ sĩ Tấn Beo gặp tai nạn tại nhà riêng do bị trượt cầu thang từ trên cao xuống. Phần lưng va đập vào các bậc thềm gây tổn thương nặng. Mới đây, trên trang cá nhân nghệ sĩ Tấn Beo đăng tải cánh tay bị chấn thương. Anh viết, lớn rồi mà bất cẩn thì phải chịu thôi không trách ai được, coi như nghỉ khỏe một tuần không đi lại. Nam nghệ sĩ tiết lộ bản thân bị trượt chân ngã cầu thang. Chia sẻ trên báo Dân Trí, Tấn Beo cho biết mình gặp tai nạn tại nhà vào hôm 15 tháng 3, do bất cẩn trong lúc di chuyển nên bị trượt cầu thang từ trên cao xuống, phần lưng va đập vào các bậc thềm gây tổn thương nặng, sự cố bất ngờ khiến tôi bất tỉnh tạm thời các con nghe thấy tiếng va đập nên đã chạy xuống đỡ tôi ngồi dậy và sơ cứu tấn beo kể dù bị thương nặng nhưng nam nghệ sĩ vẫn quyết định không nhập viện tự nằm ở nhà chăm sóc vết thương khi biết được thông tin nhiều khán giả đã động viên mong nam nghệ sĩ sớm khỏe lại cố gắng nghỉ ngơi nhanh khỏe nha anh thương anh may là vẫn bình an anh có đi bệnh viện chụp hình không anh ba em chúc anh mau khỏe nha anh chúc anh mau khỏi bệnh quay lại với công việc tấn beo tên thật là lê tấn danh sinh năm 1970, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ cải lương, kịch nói, sân khấu hài cho đến điện ảnh. Khởi đầu sự nghiệp với sân khấu cải lương và tuồng cổ từ năm 11 tuổi nhưng Tấn Beo lại sớm bộc lộ năng khiếu diễn hài. Nam nghệ sĩ có nhiều vai diễn ấn tượng với khán giả trong các vở như Vì sao lên chùa, Tình lương sân bá, Rồng vàng, Mơ làm ca sĩ, Năm nổ về làng. Đến nay, nghệ sĩ Tấn Beo đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã là Phùng Thị Dung và ba người con trai lần lượt là Tấn Lợi. Tấn Lộc và Tấn Bình An. Trong đó, Tấn Lộc nối nghiệp cha theo nghề diễn, từng cùng cha góp mặt trong dự án phim game thủ học đường. Thật may mắn khi tai nạn của Tấn Beo không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh, nhưng cần thời gian để bình phục. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.